cô sao không không học trên Gmail, học trên Google Meet đấy? Sao học trên Google Gmail? Dạ là sếp cộng. Dạ là bằng 27. Con nói gì con không nghe được, giật giật không à. Giật khô 57. Cái bài này mình có ghi trang tổng không cô? Cô ơi, ghi giữa trang đúng không cô? Ủa cô tìm tìm x là cái gì vậy cô? Dạ thưa cô, 17 cộng 83. Cô để hàng dọc cho con tính được không cô? Dạ cô, 7 cộng 3 bằng 10. Dạ 8 cộng 1 cộng 1 nữa. Dạ cô bằng 10.
Rồi cô bằng 100. Số 17 hả? Có chưa học tới cái đó không biết. Cho vào số hạng luôn. Số tổng. Nhỏ x bằng 5. Qua wow, cái chén giống cô mà. Con. Cái bài này á cô, là mình là cái bài này là cứ ghi trên tập không cô? Cái bài đầu tiên á.
cô ơi, cô hai gì cái bài làm cái cho cái bài tập về nhà rồi cái bài làm cho mình tập đó mình tập về nhà này giúp nhiều quá rồi cái bài sao hôm nay cô cho tiền ít luôn vậy cô? Nhỏ sống môi trường 25. Dạ. Hai trường mấy hả? Trường tôi chết 42 trừ 19 cô ơi, con không hiểu. Dạ cô. Đoạn này xuống. Dạ là 26. Dạ là 26. Bạn giật lắm không nghe được. Bạn giật lắm con không có nghe được câu nói, chỉ nghe được cái chút xíu à. Nói chắc này. Dạ thưa cô, số 10 được gọi là ít. Dạ cô ít.
Mấy bài tôi ghi trên bảng có ghi vô tập không cô? Tôi mở rồi mà cô. Dạ thưa cô, số 1 tôi gọi là số hạng. Dạ cô, số hạng luôn. Số tổng. Dạ, con số 60 được gọi là tổng. Dạ, con số 25 gọi là số hạng. Anh dạ chưa biết. Dạ cô, số 60. Dạ cô, trừ cho 25. Dạ được. Con không có hiểu nữa. Tại con mới ao ra. Hạn. Nghe được.
lắm. Dạ hiểu. Dạ. Dạ là hai. Hai mốt. Dạ trời. Chờ ít. Vậy là bằng 6. Dạ hiểu. Cô làm hàng màu đỏ màu xanh lá thôi hả cô? Cô bằng 35. Rồi bài. Thơ cô là ít bằng 21. 21 cộng 15 giá cô trừ 15 cô 21 trừ 15 bằng 6. Dạ cô. X bằng 75 trừ 25. Bằng 46. Dạ. Yeah.
bảy hai trừ ba chín. Cười thôi, bài này khó quá cô ơi. Con cũng hơi hiểu bài đó nha cô. Cô hiểu lắm. Con cũng giống bạn bạn nghĩa lắm luôn á cô. Sao mày chụp gửi cho cô hả? Con nghe tiếng cô giật giật cơ cô. Cô gì cô để cô x bằng 50.
50 trừ 32. Trừ số hạn. Đó là số 17. Dạ là 66. Mấy mà thôi con đã hiểu. Con nghe không, con không nghe, giật giật con không có nghe được nè. Chắc mạng có yếu á. Dạ. Cô giống như là anh có bảo học cướp wifi gì á. Con nghe rồi, có chút xíu xem mà nó giật giật tiếp. Nhờ 66 trừ 7. Dạ rồi. Cô ơi đừng có mời con nha, con đang rối nè. Đúng rồi chứ. Tới 2 trừ 29. làm từ đầu xuống, làm từ dưới lên, bài đó chưa rồi. Dạ. Thôi được cái màu thôi, con đang gói nữa. Con đang suy nghĩ, anh cô được có mời con nha, tại con đang rối lắm á. Con đang suy nghĩ. Nghĩ bài toán và vừa suy nghĩ vừa rối nha. Đang suy nghĩ về mấy cái bài mà cô ghi tùm lum rối, bài này màu đỏ, màu xanh, màu xanh dương, đồ đó. Ta kêu có khó sao ta? Đúng rồi. Nói không biết hẹn. Con đang làm bài xanh dương thế này cô.
Con chưa viết xong. Dạ. Lên cổng viện. Lấy. Ta lấy. Ta lấy tổng trừ ghi số hạng đã biết. Khó lắm luôn á cô, con đừng. Cô ơi, làm xong cái bài này rồi đánh gì nữa không cô? Cô ơi, làm ra mấy cái bài này vô hả cô? Tổng trừ ghi số hàng đã biết. Ý trời.
Dạ bằng 24. Lỗ 22. Cô kêu. Dạ. Dạ bằng 87 trừ 22. Dạ. X bằng 14. Dạ là 25. Chia 14. X bằng 78 cộng 52. Lấy số tổng trừ số. Số hạn chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạn đã biết. Trừ 52. X bằng 94 trừ 71 được chưa? Tại vì cái bài này nó con thấy nó lộn xộn quá, con này con nhức đầu không, này con bị vậy. Dạ thưa cô, x bằng cô xếp hàng dọc con tính được không cô? Rồi cô xếp tính là trời. Dạ cô, 86 trừ 82. Dạ hư cô, x bằng 95 trừ 93.
Dạ cô, x bằng 48 trừ 11. Cô ơi, cô mất tiểu. Dạ. 38 48 trừ 34 51 trừ 20 cô ơi cô. Mình có gạch không con? Năm mươi hai. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hãy
Nhỏ bằng 23. Bằng 4. Bằng 2. Nó có bằng 37. Nó có bằng 14. Chưa muốn con mới làm, con chưa, con đang làm. Cái laptop còn sắp hết pin đấy, con kêu anh hai con xả pin cái. Dạ là 10 pin. Dạ là bằng 31. Con sắp hết pin rồi, đang kêu cái. Cô ơi, nhà con đang mưa, con không nghe được. Con làm xong rồi cô. Bye bye cô đi. Con chưa viết xong.
Dạ con viết tới bài 87 giờ 22. Dạ. Viết theo cột. Con chưa xong. Cô ơi, con còn có hai bài nữa thôi à. Cô ơi, con xong rồi. Bye bye cô.
Chưa. Cô ơi, con viết xong rồi. Bye cô. Bye bye. Bye cô. Con có ca bài 95 trừ 93 rồi.
Dạ. Dạ cô. Con viết xong rồi. Con tạm biệt cô, con không nghe được nữa rồi. Bye bye cô.